Hiện tại bây giờ là 8 giờ đúng, mình sẽ lấy hàng và đi giao cho một khách hàng ở Hải Phòng nhá. Hôm nay đẹp ngày, được cái vừa ăn cơm xong là có người đã chốt máy rồi. Khách hàng này thì lấy bản ER. Đó. Đây là một máy Smart Life bản ER còn nguyên đai nguyên kiện nhá. Đối với những khách hàng mà ở tỉnh xa thì bắt buộc mình phải rạch ra, mình đếm phụ kiện, mình thử máy. Nếu ngon ngà thì là mình sẽ gửi đi. Thế còn trường hợp khách hàng ở Hải Phòng thì khỏi cần thử, đến nơi là mình sẽ test luôn. Mình sẽ test luôn và thực hành hướng dẫn cho mọi người luôn tại chỗ luôn. Đó, Hải Phòng thì yên tâm rồi. Đây là cái tài liệu này, giáo trình này. Đó, rồi là thông số mẫu. Ở trên quyển thông số mẫu hôm nay hình như hết hàng rồi đúng không? Rồi, cái quyển dữ liệu mẫu hết hàng thôi sẽ lợi vì là anh em thợ Hải Phòng thì gần nhau. Đó. À, đây là catalog hình ảnh cửa hàng. Đó. Đây là kẹp file thông tin về những cái hoạt động của trung tâm, những cái mảng kinh doanh trung tâm. Mọi người sẽ tìm hiểu các mảng kinh doanh của mình, bao gồm là những cái khóa học và những cái thiết bị máy móc khác. Rồi. Hiện tại thì đang có chương trình khuyến mại nhé. Như mọi lần đấy là mình có quà tặng, tùy từng đợt mình có quà tặng, nhưng mà đợt này thì không có quà tặng, nhưng mà thay vào đó sẽ khuyến mại bằng cách là giảm giá. Rồi, mình sẽ đi giao. Rồi, đi xe điện giao hàng cho nó cute nhé. Bye bye. Rồi, đây là cửa hàng của bạn mình. Đó. Rất đẹp. Cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, ngã tư là đây là ngã tư, Ác Quy đúng không? Đây ngã tư Ác Quy, địa điểm đẹp, sửa chữa cả bên trong này nữa, ba bàn lân, hàng ngày chủ yếu làm ở bên ngoài, hai bàn lân, giá để đồ nhựa, đó. Nhiều xe quá thì làm trong này. Rồi bên trong một phần gian ngủ, bên trong một gian ngủ và cái gọn gàng không lộn thua, mình cứ nhìn những cửa hàng sạch sẽ được rồi. Đây, tận mặt anh Bình 1993 được, nói chung là cửa hàng cứ gọn gàng sạch sẽ là nhìn thích rồi. Đây đúng đèn đỏ luôn, ai đỗ cũng phải nhìn vào. Đây là ngã tư Ác Quy, tức là quy tia sáng Hải Phòng. Ai sửa xe thì quét mã QR luôn. Ai sửa xe quét mã QR luôn. Rồi, xin mời anh ấy bóc tem và kiểm tra máy nhé. Một thân máy mi bản ER thì 15 phụ kiện. Quay cửa hàng của anh này sạch sẽ gọn gàng. Vâng. Đường đông, mặt đường quá đẹp luôn. Rồi mình vừa review cho mọi người xem cái quá trình mình giao máy cho một anh khách hàng Hải Phòng. Mọi người có nhu cầu về máy Smart Tool thì liên hệ qua số điện thoại là 0904 566 844. Mình là toàn hàng đồng và số điện thoại có sử dụng Zalo. Không những cung cấp máy chẩn đoán đầu lỗi mà toàn còn hỗ trợ đồng hành cùng mọi người. Video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người.